Cụ ông nắm tay vợ đi tiêm vaccine, chu đáo lo cho người bạn đời từ A đến Z. Tình yêu từ thời ông bà anh thường khiến không ít bạn trẻ mơ ước ngưỡng mộ bởi sự chân thành giản dị mà cả hai dành cho nhau. Chính vì vậy, cộng đồng mạng thường đặc biệt quan tâm đến những câu chuyện kể về các cặp đôi ở tuổi xế chiều. Mới đây, một Facebooker chia sẻ câu chuyện về một ông cụ chu đáo chăm sóc vợ cẩn thận khi đi tiêm vaccine COVID-19, ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý trên nhiều diễn đàn. Theo chia sẻ, bà được chồng nắm tay đi đến điểm xét nghiệm. Ông tỏ ra khá minh mẫn, nhớ mọi thông tin của vợ để khai báo với cán bộ y tế. Thấy vậy, một người bạn hỏi đùa, ông lớn tuổi rồi mà nhớ giỏi thế. Đáp lại, ông cụ vui vẻ cho biết, tất cả là nhờ có tình yêu. Câu chuyện được kể với giọng điệu giản dị, không quá dài dòng nhưng cũng đủ để khiến người theo dõi cảm động, trân trọng trước tình cảm của hai nhân vật chính. Nhiều netizen cho rằng, có lẽ ông đã phải dành cho bà một tình yêu vô bờ, nên khi về già, mọi hành động chăm sóc vợ đã trở thành thói quen khó bỏ. Không ít dân mạng cũng cho biết, họ thực sự bị ấn tượng với câu trả lời ngắn gọn, tình yêu mà con của ông. Từ đó càng cảm nhận được sự thiêng liêng ý nghĩa của tình yêu đôi lứa. Cũng qua đây, nhiều cô nàng bày tỏ hy vọng có thể tìm được người bạn đời luôn yêu thương, trân trọng và đồng hành cùng mình đến đầu bạc răng long. Nhìn hai ông bà mà thấy ngưỡng mộ vô cùng, chắc hẳn ông yêu và thương vợ lắm đây. Ganh tị với tình cảm của ông bà quá đi mất, ước gì sau này mình cũng tìm được người chồng tương tự như ông cụ. Tình yêu của người lớn tuổi thường được bộc lộ một cách giản dị mà ấm áp như vậy đấy. Đây không phải là lần đầu, dân tình bàn tán xôn xao bày tỏ sự ganh tị trước tình cảm chân thành của các cặp đôi lớn tuổi. Trước đó, một tài khoản Facebook cũng có dịp vào thăm người quen trong viện, vô tình chứng kiến hình ảnh ấm áp của hai ông bà, sau đó chia sẻ câu chuyện trên trang cá nhân. Theo DB, cụ bà mắc bệnh nặng, được chồng chăm sóc cẩn thận, ông liên tục vỗ về, lau miệng và hỏi chuyện, động viên tinh thần vợ. Hỏi ra mới biết, năm nay bà 81 tuổi, trong khi ông 85 tuổi, cả hai đã trải qua 60 năm bên nhau hạnh phúc. Nay vợ mắc bệnh, người đàn ông lớn tuổi khó tránh khỏi hụt hẫng, buồn rầu. Dù con cái chỉ lên thăm duy nhất một lần, ông vẫn không nản chí, tin rằng mình có thể chăm sóc tốt cho người bạn đời. Cũng theo Facebooker này, ông cụ khá yếu nhưng khẳng định sẽ cố gắng ở bên vợ đến tận giây phút cuối cùng. Theo dõi câu chuyện của DB, ai cũng cảm thấy cảm động khôn nguôi. Không cần phô trương hay màu mè, tình cảm của ông bà anh vẫn luôn đẹp trong mắt của nhiều người trẻ tuổi. Hiện tại, những hình ảnh trên đang nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Còn bạn, bạn có suy nghĩ gì? Hãy cùng để lại bình luận cho Giang biết nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!